Để có thể nói về vấn đề bảo hành thì không biết có bác chủ đầu tư nào ở đây đã gặp với cái tình cảnh là sau khi phòng hát của chúng ta xây dựng khoảng 2 tháng thì những cái phần vách nó bắt đầu có những khe hở này, phần keo thì nó bị co rút, nó bị bong ra. Đấy, tay nắm cửa thì lỏng lẻo. Đấy, hay những cái phần led P10 của chúng ta nó bị chập chờn, nó bị chết mắt. Đấy, thậm chí là kể cả những cái khối của chúng ta có thể bị rụng xuống. Môi trường karaoke có thể nói là một môi trường tương đối là khắc nghiệt, khi mà chúng vừa phải chống chịu với những cái độ rung từ âm thanh, độ ẩm mốc từ những cái bia rượu đổ ra sàn, hay kể cả khách hàng thì khi mà say xỉn vào rồi thì họ sẽ có những cái hành động tương đối là khó kiểm soát, như là nhảy lên trên bàn, nhảy lên trên ghế, đạp cửa, thậm chí là hút thuốc rồi vứt lung tung ra sàn. Đấy, khi mà phòng hát chúng ta xuống cấp, chúng ta alo cho cái đội thi công. Đấy, thì lúc này những cái đội thi công đấy thì bắt đầu trình bày những cái lý do ra, như là em đang ở một cái địa điểm ABC XYZ nào đấy và trong khoảng 2-3 tháng nữa em mới về. Đó, thì đây là một cái vấn đề rất là nan giải cho các chủ đầu tư khi mà muốn có một đội thi công để có thể bảo hành cái công trình karaoke của các chủ đầu tư. Hôm nay thì em mời các bác hãy cùng xem hết video này để có thể cùng tìm hiểu về chế độ bảo hành 12 tháng của công ty Bảo Long sẽ bao gồm những phần gì. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng thể về cái cách thức lắp đặt tất cả những cái khối module trang trí của phòng hát karaoke. Đó. Các kỹ thuật viên sau khi đọc bản thiết kế xong thì họ sẽ xác định cái hình thức của khối và cái vị trí của khối đó. Và sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ có thể bắn keo T-bond và vít thẳng những cái khối module trang trí đó lên trên những cái phần vách tường của chúng ta. Những vị trí thường xảy ra hỏng hóc trong khoảng 1 năm đầu hoạt động, nó sẽ rơi vào như là cái phần tay nắm cửa của cửa cách âm này, led P10, sofa, hay là các phần như gương mài hay là mặt kính cường lực. Đó, tập trung nhiều vào những cái vị trí mà khách hàng thường sử dụng. Tại công ty Bảo Long, với các lỗi từ phía nhà sản xuất như lỏng lẻo, rung khối, chết led, mất ánh sáng, bung keo, bung chỉ, vân vân, không có dấu hiệu của việc tác động ngoại cảnh, công ty sẽ miễn phí bảo hành cho các chủ đầu tư trong vòng 12 tháng. Lưu ý, khi các bác phát hiện ra vấn đề, hãy chụp ảnh gửi cho nhân viên phụ trách, tránh việc để quá lâu dẫn đến việc khó sửa chữa hoặc nó sẽ lan ra các khu vực xung quanh. Nhân viên phụ trách sẽ đánh giá, lên phương án và đặt lịch hẹn trong khoảng từ 2 cho đến 3 ngày. Với những khách ở xa như là trong miền Nam hay là tại nước ngoài, công ty chưa thể tiếp cận trong khoảng thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ gửi đồ để khách có thể tự liên hệ sửa chữa. Chi phí sửa chữa thì hai bên có thể thỏa thuận với nhau. Còn với các công trình ở gần từ miền Trung đổ lại, công ty sẽ cử người đến tận nơi để bảo hành. Thời hạn bảo hành cho tất cả những sản phẩm công ty là 1 năm. Ở trong khoảng thời gian này thì với tất cả những cái lỗi đến từ nhà sản xuất như em vừa liệt kê lên trên thì các bác sẽ được miễn phí sửa chữa hoàn toàn. Tuy nhiên, khi mà có tác động từ bên ngoài như là vỡ khối, gỡ vương, gỡ kính thì công ty sẽ hỗ trợ cho các bác thay thế với mức giá ưu đãi nhất. Sau thời gian 1 năm, công ty sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ các bác bảo trì trọn đời. Chúng ta sẽ không cần phải vất vả tìm đội thợ ngoài, giảm bớt thời gian và yên tâm hơn với các chuyên viên kỹ thuật trực tiếp từ công ty nội thất Bảo Long. Vừa rồi thì em cũng đã giải thích cho các bác toàn bộ những cái quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm của tất cả những cái phần nội thất của công ty Bảo Long. Tự trưng lại thì với tất cả những sản phẩm đấy, công ty sẽ bảo hành cho các bác 12 tháng nếu những cái phần nội thất đấy không có yếu tố tác động từ bên ngoài. Ok, và nếu các bác đang có nhu cầu làm phòng hát karaoke, đang có những nhu cầu về xây dựng và lên ý tưởng thiết kế karaoke thì các bác có thể liên hệ với công ty Bảo Long qua hotline 0931 252 333. Đội ngũ bán hàng công ty Bảo Long sẽ tư vấn giúp các bác tìm ra sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Đó, cam kết với các bác là bảo hành 12 tháng, hỗ trợ miễn phí sửa chữa trong vòng 12 tháng, tặng miễn phí một bản thiết kế 3D khi mà các bác ký kết hợp đồng với công ty, minh bạch về tài chính và sẽ công khai tất cả những cái chi phí trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động. Ok, đừng quên để lại trong nội thất Bảo Long một like và một subscribe để có thể đón chờ những chương trình hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Bảo Long mang lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.